tao bám theo nó. Từ từ tao cho nó chết lần, chết mòn. Thử coi nó kiếm ở đâu ra. Nó không người hiểu sao nguyên nhân nó chết đâu. Thiệt. Bởi vì nó đâu có tin, đâu có tin người như tụi tao. Mắt chỉ là linh hồn thôi. Nhưng mà nhờ cái linh hồn của tao nó mạnh. Nó mạnh. Bây giờ tao nói thiệt mày ha. Những cái thằng như tụi bay đi làm, thằng nào tốt không biết. Không thằng nào tốt á. Tàn nó chơi ba cái kia không mày. Nó chơi cái thứ mà hại nhà người ta. Biết không? Nó chơi thứ đó đó. Tao sơ ý cái là tao vì một chút thôi. Coi có phần nào bên vấn đề ngải bùa chấn yếm cho gia đạo không được bình an, cũng trình tổ ơn trên gia hộ cho người dân. Ma Di Đà Phật, đảnh lễ trình tổ, đảnh lễ trình tổ, đảnh lễ trình tổ. Xin Dạ, con trình bên tổ, bên ngành xây dựng, những cái cõi mà bên làm nghề xây dựng, mô Phật. Mô Phật. Mô Phật, mô Phật, mô Phật. Mô Phật. Rồi. Dạ. Dạ. Xin tụng. Sĩ ta. Xin bệ ta. Xin mạ ta ta. Xin mạ ta ta. Xin ta ta. Mô Phật. Rồi ngài có gì cái vấn đề gút mắt gì ngài nói đi. Tình với thầy vậy là kêu vào được rồi, đừng kêu thầy. Tình với con vào. Ừ, xin mời tất cả tổ sư này về tất cả. Xin mời tất cả sư, xin mời tất cả sư, xin mời tất cả sư này tất cả. Rồi anh cứ nói đi, em anh nói đi em trình. Thì thời gian từ năm 2018 đến nay. Xin mời tất cả sư. Là công trình với chị giàu là mình là cô giàu là mình không có có nhận được công trình để mình làm. Mình cũng làm ăn chân chính đàng hoàng thôi. Lý do nào mà cũng có anh em giúp đỡ rất là tận tình nhưng mà sao rồi cũng không nhận được vấn đề mà không biết làm sao, cho nên đó là nhờ cô giàu tình với thầy tổ như thế nào để đỡ giúp chúng tôi. Ồ, cái này cũng dữ rồi nha, không phải hiền đâu nha. Làm gì phẫn nộ dữ vậy? Cái gì cũng từ từ chứ. Trời ơi, phẫn nộ muốn nhào lại chụp hả? Bẻ họng mày à. Tới đây mà còn gì nữa. Rồi ngài cứ trình đi. Tôi tên là Nguyễn Văn Quang, tôi gọi là Nguyễn Văn Minh.
sinh năm 1970, vô làm ngành xây dựng. Thì tạm trú ở số nhà 120 ấp 7 xã Tân Lâm, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nghề nghiệp là nghề xây dựng. Tôi không hiểu lý do làm sao từ năm 2018 đến nay thì công việc rất là trục trặc. Nó đang phá mà. Không có sống á. Làm nghề thì anh em rất là thương, rất quý, làm nghề chân chính đàng hoàng. Sai lầm. Nhưng mà sao mà nó cứ hứa cũng lo lắm á, nhưng mà lo cho mình lắm mà không có có nhận được công việc làm. Thật ra là gia đình hiện nay cũng rất là khốn đốn, rất là khó khăn. Cũng khó khăn mấy năm nay rồi chứ không phải mới đây, nhưng mà cũng biết làm sao. Cho nên năm nay là những gì tôi thành thật trình với cô giàu, để cô giàu mà trình với thầy tổ, tổ nghiệp nghiên cứu để giúp đỡ dùm cho tôi, đỡ rối dùm cho tôi để mà tôi vượt qua được cái khó khăn. Tôi có cơn may tôi nhận được công việc để tôi làm, mà để mà nuôi con nó ăn học, cũng còn một đứa đang học đại học nữa. Ra bây giờ đi học đại học mà cứ mượn tiền không, mà đâu phải mượn hoài, người ta cho mượn phải trả chứ. Vậy mình phải đi làm là chính xác chứ. Thì những gì là tôi đã cần, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Dạ, tôi cần là cái quan trọng nhất là tôi cần công ăn chuyện làm. Ta cho sát vô mượn nói chuyện ha. Có gì thì người ở ngoài nghe nhớ nha. Ông không hiểu nguyên nhân của ông hả? Hiểu không? Dạ không. Mần ăn hả? Công ăn chuyện làm hả? Các người giỏi quen, các người hay lắm, các người làm lợi cho các người, các người coi tụi tôi là cái gì? Kết cục lại giành được gì? Giành được cái gì? Giành cái khổ thôi, các người khổ thôi. Tôi cho trên cái sự làm ăn này nè, xây dựng này nè, không phải tầm thường như các người nghĩ đâu. Động tới đi. Tôi nói thiệt, một khi tôi đã làm, tôi chẳng sợ ai. Ông hiên là cái người tôi thù nhất. Ông là cái người tôi thù nhất. Thậm chí không phải tôi cho ông như vậy là nhẹ thôi. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu nay tôi nói thiệt ông hiên, chỉ phá ông như vậy thôi, chứ chưa bao giờ động tới ông nghe. Chỉ cho gia đình của ông trong cái lỡ vợ, vợ chồng con cái mà ăn trục trặc thôi hen, cho ông không có tiền để cho ông biết cái mùi của ông. Tôi nói ông biết cái ngày nay hen, tôi đã không muốn cho ông tìm tới để cái người để mà tháo gỡ ra cho ông đâu. Tôi nói hen, những gì tôi nói ra đây á, tôi không khai tôi là ai, tôi không nói tôi là ai. Nhưng bây giờ tôi đã tới đây, tôi sơ ý một cái tôi đã tới đây. Một khi tôi tới đây là tôi lầm rồi. Tôi lầm rồi. Hen, tôi không nói tôi là ai, nhưng tôi biết tôi là cái người bám theo ông, phá cho ông chết. Đi cái con đường mà không có lối thoát luôn. Không thoát nổi với tôi đâu. Một khi mà tôi trừ gây ra tôi bị cái vấn đề gì thôi, nếu mà tôi còn cái mạng ông cũng không còn với tôi đâu, chứ đừng nói chi là cái công ăn chuyện làm của ông. Ông cầu công ăn chuyện làm của ông được gì hả? Ông cầu gì hả? Tôi nói không có cái gì mà bằng cái sự bất hạnh tức tưởi của có một người đã phức cả hả? Nhưng ngày hôm nay hả, ông làm gì, ông có làm gì không? Ông nhớ đi, ông có làm gì sai với ai không? Tự ông nhớ coi, tự ông nhớ ông nói ra. Ở tha cho mình làm gì sai, tự mình nhớ tự mình nói đi. Còn nếu tôi không cần ông khui ra đây, bởi vì khui ra đây thì bề trên không cho khui đâu. Nhưng mà ông cứ nói đi,
Ông cứ nói ra, ông thành tâm sám hối với những người phước mặt không? Thật ra, nếu mà nói về hại người thì tuyệt đối là tôi đâu có hại ai. Tôi không có hại ai hết. Mày nói sao? Mày nói mày không hại ai? Không có hại ai hết. Mày nhớ kỹ chưa? Thì bản thân mình không có làm thì mình đương nhiên là mình không biết rồi, không có rồi. Từ nãy mày vô đây mày nói tao thiệt, tao bám theo mày từ bấy lâu nay, không phải một ngày một bữa đâu. Không phải một ngày một bữa đâu. Nay mày tìm tới cái đến nước mà mày tìm tới cái bên này. Những thằng như tụi bay á, đi làm thầu xây dựng ha, để tranh giành nhau vấn đề về lợi lộc cho mình ha, mà không có hiểu rằng cứ nghĩ đi làm ba cái thứ dơ dãi kia để hại người. Nghĩ tao chết một cái sự tao chết là một cái sự quất ức của tao, nhưng mà tao nhờ có cái mà trong khi đó những người làm ăn với mày họ giỏi lắm, họ giỏi cái là tao không theo được họ thôi, còn mày tao theo được, cho nên tao theo mày á hen, là bởi vì á cái sự uất ức của tao nói không nên lời. Nhưng ngày hôm nay mày cũng hay lắm, mày truy tìm tới bên đây, tao nghĩ mày không bao giờ truy đâu, tao nói thiệt, tao không nghĩ mày truy bên đây đâu. Nhưng giờ này mày đã truy tới rồi. Tao không nghĩ là mày truy đến nước mà tới cái con đường ở trên này cho về để giúp đỡ người dân. Tao không ngờ. Tao nghĩ rằng mày tìm không ra đâu. Tao để đó, tao khóa mày. Thân tàn ma dại. Những thằng không phải riêng mày đâu. Những cái thằng mà làm chung với mày nữa kìa. Tao không nói tao là ai. Tao làm gì tao biết. Tuy rằng tao một linh hồn thiệt, nhưng tao làm gì tao biết. Ngôi gia của mày không phải riêng mình tao đâu. Còn nữa, ngôi gia mày về mày quá giỏi, mày làm cái ngôi gia mày đi ha. Ngôi gia mày á. Tao nói thiệt với mày, anh em tao thương lắm. Tao thương lắm, nhưng mà ngược lại chơi xấu tao. Chơi xấu tao. Nhưng mà kệ, nay tao cũng đã mất rồi. Tao không sợ thằng nào chơi xấu tao nữa hết. Tao dù là một cái hồn ma đi chăng nữa, tao vẫn bám theo để tao phá. Tao cũng là nghề làm anh em, cũng đồng nghiệp với nhau thôi, chứ không ai xa lạ đâu. Tao cũng làm cái nghề xây dựng nè, nhưng mà tao thua tụi nó một nước. Nó chơi phỏng tay trên tao, nó hại tao. Thôi, tao bây giờ đời tao thù nhất là những thằng xây dựng. Nè, tao thù dữ lắm. Những thằng bằng ngưỡng như tụi tao đại đà cũng rất nhiều, cũng phải có đâu, khổ lắm. Tụi bay làm lớn thì tụi bay ngon, còn như tụi tao đây nè, mà nhỏ thua tụi bay, đồng lương không tới như của tụi bay. Được, mày giỏi rồi. Giờ mày đã đi tìm ra chân lý của mày rồi. Tao nghĩ là mày không bao giờ đi, mày là một người làm bên cái ngành đó, mày cũng không tin vụ này đâu. Tao tìm ra, tao đang kiếm những cái thằng mà y như nó không tin bên này á, để mà tao bám theo nó. Từ từ tao cho nó chết lần, chết mòn. Thử coi nó kiếm ở đâu ra. Nó không người hiểu sao nguyên nhân nó chết đâu. Thiệt, bởi vì nó đâu có tin người như tụi tao. Mất chỉ là linh hồn thôi, nhưng mà nhờ cái linh hồn của tao nó mạnh. Bây giờ tao nói thiệt mày ha, những cái thằng như tụi bay đi làm, thằng nào tốt không biết, không thằng nào tốt, tàn nó chơi ba cái kia không mày, nó chơi cái thứ mà hại nhà người ta biết không, nó chơi thứ đó. Tao sơ ý cái là tao vì một chút thôi, tao bây giờ gia đình tao vẫn còn. Tuy tao mất thiệt nhưng tao không muốn nói ra cái gia đình của tao. Thì ở đây tao chỉ nói với mày, mày làm ăn mày phiên những thằng đó đó, làm cái gì cũng bằng cái tâm đi ha. Làm ăn cái gì cũng bằng cái tâm. Cái
hậu quả hen. Bây giờ mình làm thì lợi cho mình, nhưng mà một ngày mình sẽ không ai sống hoài đâu. Tụi bay làm nhiều khi sơ suất một tí đi, tụi bay có thể bất cứ lúc nào tụi bay chết, chứ không phải tụi bay tưởng là tụi bay sống hoài đâu. Một khi tụi tao đã làm thì tụi mày không bao giờ chạy khỏi ha. Nhưng mà bây giờ tao nói lên đây với mày thì thôi, mày đã tìm ra chân lý, mày tìm tới cái nơi này để cho tao không có đường có lối, tao không tới đây để tao nói ra những cái gì căm hận của tao thôi. Tao hứa với bề trên tao chỉ nói những gì căm hận với tao thôi, rồi tao bỏ qua cho mày. Còn những thằng mà hại tao hết thì bây giờ tao không có đường để mà tao đi nữa rồi. Bởi vì một khi tao tới đây thì tao đã dâng cái lệnh của ơn trên rồi, tao không dám cãi, tao cãi thì cũng không được nữa. Thì mày thôi, mày cũng tìm tới đây, tao nãy giờ tao cũng đã, mày đã vô đây mày trình, bề trên cũng nói với tao hết rồi, cũng thấy tao tới đây hết luôn chứ không phải không thấy. Đúng ra là không vô, nhưng bề trên cũng lôi tao vô để nói, chứ tao không muốn nói. Tao để cho mày đi tìm cái chân lý của mày, để cho mày tìm đi, mày tìm thử cái chừng nào ra. Mày không hiểu nguyên nhân tại sao mà tôi mần ăn không được, rồi tại sao gia đình tôi lỡ trục trặc, rồi tại sao rồi tôi không có đồng ngân để tôi lo cho con tôi. Tại sao nhân dân và nhân dân. Bây giờ tao chỉ nói vậy với mày thôi, còn vấn đề mày tao thì thôi, tao không theo mày nữa. Bởi vì tới đây là tao chạy cũng khỏi đâu. Tao biết cái sự căm hận tức tưởi của tao, nếu tao càng tức thì tao là một cái linh hồn rất là thậm tệ. Đời này tụi bay có cái tụi bay khôn cái gì, đi kiếm sao không đi kiếm những người kia đi, kiếm những người kia đi đặng cho tao còn phá nữa, hết chỗ kiếm rồi. Nhưng mà tôi cũng thành thật hỏi ngài một câu là cái vấn đề giữa ngài với tôi nó dính líu như thế nào. Tao chứ tôi không bao giờ hại người, giả lại công trình của tôi cũng không bao giờ xảy ra tai nạn mà để chết người. Tao không phải, tao nói mày đó. Mà nhưng mà tao là cái người muốn bám theo mày. Tao là cái người muốn bám theo mày. Mà tại sao tôi không hàng ngày mà hàng ngày mà bám theo tôi, hàng ngày phá tôi chi tội nghiệp tôi. Mày không hiểu tại sao hả? Không hiểu tại sao kệ mày. Còn tao làm gì tự tao biết. Tao là người đã mất rồi nè, tao làm gì tự tao biết mày. Tao làm gì tự tao biết. Còn cái vấn đề mà mấy cái thằng mà đi hàng chung với mày, mày nói nó tốt hả? Tao không, đúng ra tao muốn chửi thề nhưng mà tao không chửi. Bởi vì tao là người cũng có ăn học, tao không chửi. Mày nói mấy bạn mày tốt, mày không làm. Tao nói cái gì cũng vậy, đi đêm cũng có ngày gặp ma, không bao giờ chạy khỏi đâu. Nhưng mà bây giờ thôi, mày tìm tới đây để tao nói cho mày biết bấy nhiêu đó, tao muốn nói với mày bấy nhiêu đó thôi. Còn cái vấn đề mày làm ăn nữa hen, mày nên coi trọng, mày đừng nên coi trọng những cái thằng đó. Nó chơi với mày vậy chứ không phải vậy đâu. Trên cái sự đời sống này tao nói thiệt mày hen, nó nói như thằng nào hơn, thằng nào mạnh thì nó sống. Thật với ngày là năm, coi như năm 2018 đến nay là nó đã 5 năm trên 5 năm thì tôi cũng hết đã nhìn biết từ bộ mặt hết rồi. Nó nói là y như nó nói trên xã hội này, mà thằng nào mạnh thì sống. Ngày xưa là nó bưng nó bợ tôi, còn bây giờ đúng 5-6 năm nay nó cũng đã bỏ tôi hết rồi. Đúng. Thậm chí bây giờ tôi nó đúng, mà tôi cũng đổ điện thoại để làm gì. Nó đúng. Nghe máy đâu, đúng. Tôi đúng. Làm gì. Nó cũng phản bội tôi hết rồi. Nhưng mà ngày tôi là đối với tụi nó, tôi là một con người rất tốt, tại người tôi rất là thẳng tính mà không được có cái tôi là tao thấy lắm. Mày cũng có phần đó chứ không có. Tôi chơi quân tử lắm. Nhưng mà tao thấy mày đã tiểu nhân thì không, quân tử còn đỡ được, nhưng mà tiểu nhân là không gì đỡ được. Đúng. Nhưng mà bản thân tôi đúng, là đúng. Con người tôi là cái tính tôi là quân tử và đạo đức thì tôi nói thiệt, tuy rằng người mà mặt thịt làm ăn thì tôi cũng có bị sai sót, tôi cũng thành thật xin thưa lại dù đó. Nhưng mà cái lỗi nó vô tình nè, nó khác là cái lỗi cố ý, nó khác, nhưng tôi chưa cố ý ai hết. Tôi cũng cái tâm tôi lúc nào cũng có giúp người ta, nhưng mà tôi giúp nhiều hay giúp ít hay giúp như thế nào thì tôi cũng nói thiệt với ngài là tâm tôi là như thế. Chứ còn tâm tôi nói mà nằm một vấn đề mà để gọi là hại ai, hại người. Tôi tên là Tấn, Nguyễn Văn Tấn. Hại người á thì tôi nói thiệt là tôi không hại đâu. Còn tôi tên là Nguyễn Văn Tấn. Cái lỗi vô tình hay là cái lỗi á là ví dụ như trong cái phạm vi vi phạm như ngài nói á, thì cái này thì thật ra tôi không biết.
đúng, ngài không biết, đúng, cái đó là đúng chứ không có sai. Ừ. Nhưng mà tôi nói với ngài nè, những cái thằng mà đi chơi với ngài ha, nó nghĩ rằng nó một tay che trời, phải không? Nó nghĩ là nó một tay nó che hết, không ai thấy được, không ai biết nó việc nó làm. Nhưng mà mình làm chuyện gì mình giấu được người trần, không giấu được người trên, và không giấu được những cái phần vô vi đâu. Mình làm cái gì, mình làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả. Ngày nay nhờ nói ngay, từ nãy giờ cũng hiểu được chân lý miếng. Ngài dắt tôi tới nơi này cũng là cái điều tốt cho tôi, cũng điều tốt cho tôi. Còn cái vấn đề mà giữa công ăn chuyện làm của ngài đâu á, tôi cũng nói cho ngài biết. Về coi cái ngôi gia của mình đi, vấn đề ngôi gia của mình là ngôi nhà tôi đang ở, phải không? Ừ, đúng rồi. Còn cái mấy thằng bạn mà mình chơi, tôi phiên cậu không thằng nào tốt đâu. Thì tôi cũng đâu có chơi nó đâu, tôi cũng đâu làm ăn gì được đâu, nó chơi thôi. Hiện nay tôi đang mở một cái cửa khác rồi. Tại vì bởi vì nó cũng đâu có chơi mình nữa đâu. Mà giờ nó có chơi đi chăng nữa, nếu mà tôi á, ngày mà tôi nói thiệt, tôi là người phàm mắt thịt, tôi không có biết. Nhưng mà nếu như tôi có lỗi vô tình nào đó, tôi mong ngài hết sức tha thứ bỏ qua, độ cho tôi đi. Tôi không quên ơn đâu, tôi nói thiệt, tôi nói chân tình, năm nay tôi cũng 50 mấy tuổi rồi. Không, tao cũng theo, tao không phá mày gì đâu, tao cũng muốn độ mày thôi. Tao đồng ý rằng tao là cái người mất thiệt, nhưng mà tao cũng muốn cái tìm cái đường để cho tao có cái lối thoát chứ. Tôi cũng muốn tìm cho tôi cái người, cái đường để lối thoát của tôi đó, chứ không phải tôi không muốn tìm đâu. Nhưng mà tôi nói cho ngài nghe nè, bây giờ là tôi tới đây rồi thì do nơi cái phần du di người ta sắp đặt cho tôi nha. Còn chú muốn kiểm tra cái vấn đề sao mà mình xảy ra cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mình về ngôi gia của mình ha, mình về ngôi gia của mình. Nhiều khi tôi nói cho chú nè, chú đi làm nhà bên cái ngành xây dựng này, chú có thể động tới những cái phần của người ta. Chú nói là chú đúng hết phải không? Chú đã động tới cái phần của người ta, chú biết không? Chú biết chú đúng không? Hiểu, hiểu. Chú đúng cái phần đó không? Cái này tôi đồng ý. Có đôi khi đụng màu mã thất lạc. Chú ở đâu? Ở đâu ở dưới đại khái vậy. Nhưng mà đây là cái thực tình đây là những cái chuyện đó là thiệt tình, là mình không có biết thiệt. Nhà của người ta ở. Mình phá người ta đó. Mấy ông làm gì rồi còn gì nhà người ta nữa không? Đó, nhưng mà cái đó là tôi nói thiệt, ngài cũng thông cảm, lỗi vô tình, tôi có người phạm mất thịt, tôi làm sao tôi biết được mà làm sao tôi thấy được. Đó. Nhưng mà tôi nhận lỗi về tôi, nếu mà trường hợp đó thì tôi nhận lỗi về tôi thì cái này là tôi công nhận là sẽ có và dứt khoát có. Nhưng mà không biết như thế nào, tôi nhận lỗi. Các ngài làm vậy khổ cho người tụi tôi lắm, khổ cho những thằng anh em của tôi nữa. Bây giờ sống thế gian này nè, cứ nghĩ miếng đất nó thích là làm, nhưng không biết là ở đó có hiện diện sự của người nào. Họ muốn làm là họ làm, họ ý là họ người trần, họ mạnh hơn tụi tôi. Mạnh hả? Tôi nói thiệt, một khi cắt lên làm ăn được không? Nói chứ tụi tôi tí là người đã mắc cũng phải tôn tặng tụi tôi với chứ, đâu phải riêng một người. Mỗi một chỗ các vị động tới là đều có hết chứ không phải không có. Mình ý là mình nói mình sống trên thế gian rồi, giờ tôi muốn cái miếng đất đó tôi thích là tôi làm. Nhưng mà các vị phải nghĩ đến cái hậu quả chứ. Các vị làm cho người ta, hậu quả các vị gánh. Cái gia chủ nó ở được rồi đó, hậu quả các vị. Bởi vì các vị là người đem người lợi nè, móc môi nè, đục đẽo nè, động nè, đủ thứ hết. Vậy là vậy có hiểu chưa? Nãy giờ tôi nói vậy chị hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Đó chị hiểu rồi ha. Dạ, giờ hết thắc mắc chưa? Tôi đúng ra tôi không muốn nói. Dạ. Nhưng mà nếu tôi không nói cái chân lý ra thì chú mày không hiểu. Dạ. Cho nên bây giờ tôi nói cái chân lý ra thôi. Ha, là chú đã hiểu rồi phải không? Dạ. Ừ. Tôi nói thiệt chú ha. Đi theo những cái thằng kia thì tôi theo không được thôi, nhưng theo chú tôi theo được. Tại sao? Bởi vì chú hạ. Tôi biết chú sẽ đi tìm cái con đường chân lý của chú. Là do nơi tại sao tôi tìm ra cái chân lý của tôi từ bấy lâu nay là tôi không biết tôi phạm cái gì. Tại sao, nguyên nhân sao mà tôi bị cái này cái kia cái nọ.
nếu mà chú nằm đêm chú suy nghĩ muốn điên đầu điên óc, chú tính toán đủ thứ hết, mà tại sao lại mình như vậy? Ngày nay cũng đủ duyên, đủ duyên để cho chú tìm ra cái đúng của chú, vậy cũng tốt, không sao. Nhưng mà tôi phiên một lần này nữa ha, tôi phiên làm gì, nay mốt có làm gì, có lãnh nhà của ai đi chăng nữa, mình hỏi chủ nhà người ta cho kỹ trước khi mấy anh lại cắt cái nhà chỗ đó. Mấy anh phải xin, mình phải xin, phải trình, có tụi tôi có đồng ý nhận cái người bước mặt, tụi tôi có đồng ý hay là không. Nhà cửa của tôi ở mà các ngài làm gì, tôi hỏi nhà ngài đang ở, tôi phá ngài chịu không, có chịu không, ngài chịu không? Ngài trả lời tôi coi đúng không. Tôi thông cảm cho tôi nha, bức xúc quá, ngày nay mượn được cái này để mà nói những cái bức xúc của mình ra. Tại sao những thằng thầu bây giờ nó đang làm ăn mà nó lại thất bại, nó không hiểu cái nguyên nhân của nó hả? Sẵn ngày hôm nay cậu chính là cái người noi gương cho tụi nó nè, cho tụi nó biết, cho tụi nó biết, tụi nó lấy tiền thì tụi nó ngon lắm, tụi nó có tiền, tụi nó nghĩ trên đây trần gian này tụi có tiền là ngon mà. Đâu có, tụi tôi đâu làm gì được đâu, chưa tới thôi, tới rồi chạy không khỏi với tôi đâu, không khỏi với cái người của chúng tôi đâu ha, tại chưa tới ngày tới giờ thôi, tới ngày tới giờ chạy không khỏi đâu. Nó thì bây giờ tôi sẵn có cậu ở đây, tôi nói một lần nữa, tôi nhấn mạnh một câu nữa, nay mốt cậu sẽ có công ăn chuyện làm lại. Nhưng mà công ăn chuyện làm của cậu có rồi, cậu làm gì cậu phải lợi chỗ đó, cậu xin, cậu nói cho rõ, đừng ăn hiếp những người như tụi tôi nữa, khổ lắm ha. Ha, cái này là tôi cũng thấy tới đây thì coi như nãy giờ tôi theo trình thì bà cũng cho tôi biết rồi, bà ở đây là bà thương những người như tụi tôi, cho nên tụi tôi dù hương linh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải nể bà 10 phần, nể bà chính rồi, không dám cãi bà gì được cả. Thì tới đây thì chỉ có con đường bỏ. Nhưng mà muốn nói cho cậu biết, những vong hồn còn nhiều lắm cậu, họ còn ở những cái nơi hiện diện như cậu đang cắt cái nhà lên vậy đó. Nhiều khi cái bổn mạng của cái gia chủ đó lớn hơn thì bọn tụi tôi không làm gì được thôi. Nếu mà một khi mà đã xuống một cái hen, tụi tôi lật mấy hồi. Cái này là coi cậu làm cho người ta, chú làm cho người ta, nhưng chú là người phải gánh hậu quả. Vì tôi giật người kia không được thì quay qua tôi giật người khác vậy thôi. Ha, vậy đó thì nói vậy là hiểu công bằng chưa? Ừ. Cậu về cái ngôi gia của cậu, cậu cúng kiến đi, cậu ra ngoài trời cậu xin đi, coi á ơn trên á có xây chuyển được cho ông thì xây, còn bằng không thì thôi ha. Thì tới đây thì tôi chỉ giải thích ông vậy thôi. Rồi ông, nếu ông hành tâm với lòng chân thật của ông sẽ trở lại bình thường, có công ăn chuyện làm đàng hoàng. Nhưng nhớ những thằng bạn của ông nó chơi xấu lắm nha, tôi thấy chứ không phải tôi không thấy, tôi biết chứ không phải tôi không biết. Ông đừng chơi với những thằng đó, đâu có chơi được. Ừ. Đâu nó nghĩ, chơi với mình, nó chơi độc lắm, chơi mình. Ừ. Nó thấy mình nghèo khổ, nó thấy mình xuống dốc. Ngày nào mình có tiền thì nó bạn bè anh em, khi mình trắng tay rồi cho mình rớt xuống luôn. Nghĩ đâu rồi, nghĩ từ khi mình đã xuống dốc là năm 2018, 2019 là tụi nó đã kết thúc hết rồi. Nó coi thường lắm. Những thằng đó tôi là người đã từng sống, tôi biết mà. Tôi cũng nói thiệt. Ừ. Xin thưa ông Tính là năm nay ông bao nhiêu tuổi? Tôi nay là cỡ... Coi nay tôi chết năm mấy ta? Tôi chết hồi năm đó... Bây giờ lâu nhớ. Để tôi tiện cách xưng hô chứ không gì hết. Tôi chết hồi năm đó là tôi 46, 47 gì đó. Rồi, năm nay, năm đó là năm nào? Giờ ông hỏi tôi không nhớ nè. Mà tôi nhớ tôi chết cái hồi đó là tôi 46, 47 tuổi. Rồi đến khi mà tôi mất ở đó, rồi ông lại ông làm. Ông lại cái ngôi gia đó ông làm. Ông lại trúng cái chỗ đó ông làm. Nhiều người lắm, nhưng mà cái người tôi hợp á là ông. Người tôi hợp là ông. Tôi thấy ông á cũng tốt chứ không phải là xấu gì.
Nói chung quy là ti rằng người của tôi, tụi tôi mất thiệt, nhưng mà tụi tôi vẫn biết cái nào đúng cái nào sai. Bởi vì tôi là cái người dân cũng làm ăn, tôi là cũng là cái người dân làm ăn, tôi cũng làm ăn y như cậu vậy thôi chứ không khác gì cậu đâu. Nhưng mà tôi bị người ta, nó dùng cái kia nó giết tôi chết. Tôi cũng là một cái nghề xây dựng ha, nó giết tôi bằng cái gì ở cổ trần nè, giờ quên rồi, bùa ha, nó chơi bùa nó im tôi chết. Nó, tôi là người cũng cõi trần nè, tôi cũng biết xây dựng, tôi cũng biết làm ăn đàng hoàng luôn, nhưng mà tôi chỉ bị chết vậy vậy đó ha. Thì ngày nay á, cái gút mắt của ông á là tôi chỉ nói với ông vậy thôi, còn vấn đề về ông có làm ăn được nữa trở lại hay không á, ông hãy xin nhận cái phần quan gia trái chủ của ông đi. Ông biết quan gia trái chủ không? Là sao con? Là sao? Thôi tôi gọi bằng chú Tấn đi, chắc có lẽ lớn tuổi lắm rồi. Ừ. À, chứ không gọi bằng anh nữa. Ừ. À, tôi gọi bằng chú đi. Là cái quan gia trái chủ là do nơi cái mình đi làm cái việc này nè, mình động phạm tới chỗ của người ta. Dạ. Rồi vì vậy người ta sẽ không buông tha cho mình cái nơi người ta ở mình động. Mà mình không biết là mình động, mình nghĩ là mình đúng mới biết không? Rồi người ta đeo bám theo ngài, phá ngài, đủ thứ chuyện hết. Là tôi mới gọi là quan gia trái chủ đó, biết không? Rồi tôi hiểu. À đó, quan gia trái chủ đó. Đó, đúng rồi. Thứ hai nữa, chú á, là người âm thì chú hiểu rõ hơn tôi về cái vấn đề này. Tôi cũng nói thật, cũng thành tâm rồi mà để mà xin chuộc lại cái lỗi lầm. Chứ giờ tôi cũng biết làm sao hơn cái chuyện đó. Thì như vậy thì bây giờ cúng là cúng như thế nào? Rồi chú Tấn hiểu, chú Tấn chỉ giùm tôi được không? Cái đó ông hỏi cái phần kia tôi đâu biết. Dạ rồi. Là tôi chỉ là cái người cũng nhiều khi cũng đi hưởng ké người ta thôi. Dạ dạ rồi. Ai cúng một người đi dành đi giật đấy ăn uống thôi. Rồi. Ờ, bởi vì mình là không không có, cũng còn con cháu trên cõi đời này chứ không còn. Nhưng mà họ không biết mình ở đâu. Họ khi mà y như chú ơi, như anh thanh năm mốt mà ông mất đi, người già ông cũng nghĩ như tôi vậy thôi. Bởi khi cái gì mà mình sống mà mình không tin tưởng cái vấn đề mà tâm linh, cái vấn đề nhân quả, tới chừng mình chết khổ lắm. Như tôi là khổ lắm. Thì thật ra bây giờ tôi cũng thưa với chú Tuấn như thế này, chú là người âm còn tôi là người phàm. Thật ra là cái hiện bây giờ thì chú cũng đã biết cái hoàn cảnh của tôi hết. Ừ. Mà tôi làm nghề thật hay là giả, hay là dối trá hay như thế nào, chú biết hết à? Ừ. Cái đúng. Này không cần phải giải trình. Đúng. Mà chú và anh đã biết hết thì tự chú nhận xét tôi nha. Thiệt, tôi bị mất rồi. Ừ. Cái vấn đề này tôi bức xúc dữ lắm. À. Tôi thấy những người như vậy tôi rất là thù. Tôi thấy những người thợ xây dựng đồ tôi thù dữ lắm. Rồi tôi cũng nói thật là tôi cũng thưa với chú rằng là tôi cái lỗi vô tình thôi, chứ còn nếu lỗi là lỗi vô tình chứ tôi không có biết cái gì hết. Mong chú hết sức tha thứ thông cảm, chứ bây giờ tôi cũng không biết làm sao hơn. À, tôi thật tình là tôi không qua đơn đâu. Ừ. Còn tôi cũng thành tâm thì tôi đã thành tâm từ bao lâu. Tôi làm nghề tôi chưa có cái thái độ gọi là tôi chưa, cái tâm tôi chưa bao giờ tạ đó. Tôi cứ muốn làm lại cho chủ thì mình mới có được đồng tiền công để mà sống. Tôi cũng làm ở đây là tôi cũng nuôi con nuôi cái, rồi đôi khi tôi cũng có chút đỉnh, ví dụ lúc nào cũng đụng đỉnh tôi cũng có là giúp đời chút xíu đại khái là mình nó, tôi cũng dám dùng cái từ thiện, tôi cũng dám dùng cái từ đó, mong chú hiểu cho. Nhưng mà chắc có lẽ chú hiểu tôi hết rồi đó, thì vấn đề nó như vậy thì chú hiểu tôi mới, chú mới theo tôi, chứ còn chú không hiểu tôi chú theo tôi làm chi.